cái thang máy quá kinh khủng luôn mọi người. Đó, muốn đi lên Apex mà để thi công khó bằng tay thì các bạn phải di chuyển mấy cái thang máy như này. Mà cái này là cái, mà cái này gọi là cái dài nhất á. Mọi người thấy nãy tôi đi nãy giờ là được 30 mấy giây rồi mà vẫn chưa hết cái thang máy, và nó vẫn còn một đoạn nữa thấy không. Và đây chỉ là một cái khởi đầu thôi nha, nó còn tới mấy cái như vậy nữa lận. Tôi cho mọi người biết cái cảm giác mà đi lên lắp camera, lắp khóa bằng tay ở trên Apex Manila mà lỡ may mà bị cúp điện ha, thì đi bộ nó sẽ cảm giác như thế nào, lên tới chỗ là không lắp nổi luôn á. Đây là cái thứ nhất, bắt đầu lên cái thứ hai đi mọi người. Này cái thứ hai này ha, cái thứ hai thì nó ngắn hơn một tí thôi chứ nó cũng không phải là ngắn lắm đâu. Ok, cái thứ hai đây nó ngắn hơn. Cái thứ nhất phía bên kia ha, đây là cái thứ hai mà tòa nhà Apex kia. Hai cái rồi đúng không? Đây, các bạn thấy cái thứ ba. Đây nó không mở máy lạnh luôn mọi người, nóng lắm. Vừa nóng mà đi bộ nó là chết luôn. Hên là bữa nay thang máy nó hoạt động á. Này ngày thứ 6 nhưng mà chắc là cũng có nhiều khách cho nên là người ta mở thang máy. Là cái thứ ba. Mình nhớ không lầm là hình như là 4 cái hay 5 cái gì đó. À, cái thứ tư kia kìa. Ở chỗ này có máy lạnh nè mọi người, chỗ này mát nè. Cái thứ ba rồi, bắt đầu mình di chuyển được cái thứ tư ha. Ở đây có máy lạnh nha. Cái thứ tư, cái thứ ba mình mới vừa qua đây. Đây là cái thứ tư nè. Đi bộ từ dưới đó là đây là mất tầm 5 phút. Cái thứ tư, cái thứ năm rồi mọi người. Cái này cái thứ tư nè, hết cái thứ tư này là cái thứ năm rồi nè. Rồi. Lên cái thứ năm nha. Rồi. Cái thứ năm đây. Lên tới đây là mình thấy quá cao rồi, dịch xuống dưới kia biển rồi. Rồi chuẩn bị hết cái thứ 5 rồi, qua cái thứ 6 rồi đó. Vậy là 6 cái. Không, bây giờ là cái thứ 5 nè. Rồi bây giờ bước là cái thứ 6 chắc là tới luôn. Là cái thang máy thứ 6 nha. Ok, cái thang máy thứ 6 là hết, như là 6 cái thang máy mọi người. Từ dưới ở dưới đó đi bộ lên đây là đi lên thang máy là 6 cái. Rồi ok. Đây là tòa nhà Apex cho mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô tòa S, tòa mình làm khó nha. Bye bye mọi người.